Đây hôm nay chú thêm chi tiết em Recon, máy chiếu Recon KGBKU 6181N con VIP, nếu như không dám nói là siêu VIP của hãng này. Đó. Hai cổng HDMI, cổng DisplayPort, cổng HDMI out chắc, internet USB, VGA, các loại tín hiệu cấp tiểu. Đây, chúng ta xem hình ảnh nữa. Đẹp luôn, bật điện sáng trưng rất đẹp. Đây, chúng ta sẽ tắt điện bớt đi và đến gần. Hình rất là đẹp nhé, con này hệ 10 bit hình nó đẹp. Con này xem cả hội trường luôn, dành cho triển lãm rồi là hội trường, bảo tàng, hội nghị, chiếu rạp gia đình xem sướng. Công nghệ BioCD cũng đã đề cập. Đẹp căng. Con này mình bán 18 triệu nhé các bạn nhé. Các bạn liên hệ số điện thoại 0934337337. Con này đẹp, hệ 10 bit, nó hơn 1 tỷ màu, tươi. Ống kính. Quá đẹp. Xem như bình thường thôi.